Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quân trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn như trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muôn vui. Kênh How In Win xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng kênh How In Win đi một vòng giáo quanh Hồ Gươm. Thời tiết hôm nay đã trở nên ấm ức, khiến tiết trời trở nên trong xanh dễ chịu hơn so với thời tiết mây mù của những ngày qua. Trước mặt quý vị khán giả là tháp Hòa Phong. Tháp Hòa Phong là một ngôi tháp nằm ở bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, là di tích cổ duy nhất còn sót lại của chùa Báo Ân, một ngôi chùa lớn xây năm 1842 dưới thời nhà Nguyễn. Tháp này khác với ngọn tháp cùng tên của chùa Dâu ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Một vòng hồ Gươm khoảng 1,7 km, thích hợp cho cả hoạt động đi bộ, đi xe máy, đi xe điện, đi buýt 2 tầng, vân vân. Thời gian đi bộ quanh hồ thường mất khoảng 20 đến 30 phút, tùy vào tốc độ và thời gian dừng chân để tham quan. Còn với các phương tiện khác, thời gian có thể rút ngắn xuống còn khoảng 10 phút, phụ thuộc vào mức độ thưởng thức phong cảnh và hương vị của từng người. Những cô gái Gen Z đang biểu diễn để lên hình TikTok dưới khung cảnh rất đẹp và thơ mộng, trời trong xanh, nắng nhẹ và gió mát là thời điểm lý tưởng để mọi người check-in, chụp ảnh, quay hình làm những thước phim lưu niệm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồ Gươm có diện tích rộng lớn, khoảng 12 hecta. Vì vậy, Hồ Gươm là điểm đến được nhiều người lựa chọn hóng mát, chạy bộ để rèn luyện sức khỏe và thưởng thức khung cảnh thiên nhiên xanh tươi, tuyệt đẹp. Ngoài hoạt động tản bộ, du khách có thể tham quan một vòng Hồ Gươm bằng xe đạp, xe điện, xích lô hoặc xe máy. Hai cô gái Gen Z chuẩn bị đồ để lên hình, ở một xã hội phát triển và hiện đại, họ có khuôn mặt xinh và thể hình lý tưởng thì họ có quyền khoe những vẻ đẹp đó ra, chứ như chúng tôi sáu múi dồn một, ai dám phô trương, bởi vì rất đơn giản, khi khán giả nhìn thấy cơ thể của chúng tôi sẽ tắt thở vì ngột. Hồ Gươm không chỉ là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi đến Hà Nội, mà rất nhiều người dân thủ đô cũng thường xuyên chọn nơi này để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm với bạn bè, người thân, hoặc chụp ảnh cưới. Chắc ai cũng biết, ngoài thần thái khi chụp hay background đẹp, thì kiểu chụp, tư thế tạo dáng cũng là một yếu tố quan trọng nếu bạn muốn có bức ảnh nghìn like.
Ngày nay, chụp ảnh sống ảo đăng Facebook, Instagram đã là một món ăn tinh thần không thể thiếu của người người nhà nhà, không kể già trẻ lớn bé. Kiểu lên được nha, để sẽ tự bắt cho. Cái quạt, nhìn vào cái quạt. Đúng rồi. Đưa lên. Đây, ba nào. Thôi, đứng lên nhá, xòe quạt ra để ở bụng như này kia. Xòe quạt ra. Ok. Để ở trước bụng như này, tay đây. Ok, đúng rồi. Hai, ba, năm. Mặt nhìn được hướng này. Ok. Rồi, cụp cái quạt lại. Một tay cầm nó, xong một tay để nhẹ lên như này nào. Ok. Đi theo này. Hai tay cầm cái quạt này. Ok. Ok. Nhìn về này một xíu, nhìn góc nghiêng, đáng hơn. Ok, đúng rồi. Chúng ta để nhẹ mang tay nào, để nhẹ quên tay nào. Ok, đúng rồi. 2, 3 nào. Để nhẹ tay vào cổ nào. Ok. 2, 3 nào. Nhìn nhẹ xuống đất nào, mắt nhìn nhẹ xuống đất nào. Đúng rồi, thế. Chúng nguyên nhá. Đẹp quá. Ok. Điện thoại đã trở thành vật dụng không thể thiếu với giới trẻ, đặc biệt những ai yêu thích chụp ảnh, đăng và cập nhật cuộc sống hàng ngày qua các trang mạng xã hội. Điện thoại được dùng thường xuyên nên ống kính máy ảnh dễ bám dấu vân tay và bụi bẩn, ảnh hưởng chất lượng chụp ảnh. Bạn nên lau sạch camera để thấy sự khác biệt lớn về ánh sáng, màu sắc và độ sắc nét khi chụp ảnh. Camera selfie đặt dưới màn hình thường xuyên bị chạm tay vào nên bạn cũng cần lau sạch phần trên cùng của màn hình để selfie rõ đẹp hơn nhé. Ứng dụng dành cho máy ảnh điện thoại thường có chế độ lưới của kính ngắm giúp canh chỉnh bố cục, tỷ lệ chi tiết hình ảnh, giúp bạn chụp ảnh chuyên nghiệp hơn. Dù hình ảnh bị chia tách sẽ hơi làm bạn khó chịu nhưng khi sử dụng thành thạo, bạn sẽ có ngay những bức ảnh đẹp nhất. Do các cảm biến của máy ảnh điện thoại có độ phân giải không quá cao, bạn cần phải làm chủ được ánh sáng để chụp được những bức ảnh tuyệt vời nhất. Nhưng không phải là dùng đèn flash. Khi dùng đèn flash trong bóng tối hoặc điều kiện thiếu sáng, bức ảnh của bạn trở nên thiếu tự nhiên và bị nhòe, ánh sáng và màu sắc không đẹp. Chụp phong cảnh với đèn flash cũng không đủ sáng để tăng cường ánh sáng cho toàn bộ cảnh vật. Bạn nên di chuyển smartphone qua những góc chụp thu được ánh sáng tốt hơn. Hay bạn dùng tính năng lấy nét để giúp làm nổi bật vật thể cho bức ảnh và xử lý bằng công cụ chỉnh sửa hình ảnh. Smartphone cũng có chế độ chụp đêm cho camera, giúp chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Tripod sẽ giúp ích khi bạn cần chụp ảnh selfie nhóm hay một mình mà muốn có phong cảnh xung quanh. Chân máy ảnh cho bạn những tấm ảnh có chất lượng ảnh tốt hơn khi hỗ trợ chống rung và nhòe trong lúc chụp. Thank you.
Vào đây. Đúng quá. Rồi, rồi, đi nào ra các bạn ơi. Mạng xã hội không phải là nơi hiệu quả để lưu ảnh chất lượng cao do làm giảm chất lượng ảnh đăng tải so với ảnh gốc. Bạn cần sao lưu ảnh trước khi đăng tải mạng xã hội, hay xóa ảnh khỏi bộ nhớ lưu trữ của điện thoại, tablet. Dịch vụ sao lưu Google Photo cho bạn thoải mái lưu trữ hình ảnh mà không sợ bộ nhớ bị đầy và tính năng chỉnh sửa hình ảnh tuyệt đẹp. Hoặc bạn cũng có thể dùng Dropbox, Microsoft OneDrive, Amazon Photo để sao lưu hình ảnh. Nếu bạn thấy video này mang nhiều tính giải trí và thư thái, hãy chia sẻ, bình luận, ấn nút thích và đăng ký kênh How In Win để kênh có động lực làm các video tiếp theo.